Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm, đám đông hỏi Đức Kitô: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Kitô đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời. Bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Kitô bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin." Anh chị em thân mến, chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, và chênh lệch ngay trong cùng một nước là hiện tượng không thể chối cãi được trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Nguyên nhân chính là của sự chênh lệch ấy chắc chắn là do sự ích kỷ của con người. Càng có, con người càng muốn có thêm và chỉ muốn chiếm giữ riêng cho mình. Do đó, sự giàu có về của cải vật chất không đương nhiên làm cho con người được thêm phong phú. Qua bài tin mừng hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hướng về cùng đích của cuộc sống là chính Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng được khát vọng thâm sâu của con người. Đám đông, những người Do Thái được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, hôm sau lại tìm đến Người. Chúa Giêsu biết rõ họ đi tìm Người không phải vì thấy được ý nghĩa của phép lạ hoặc để nghe được giáo huấn của Người, nhưng chỉ vì của ăn nuôi thân xác. Người kêu gọi họ tìm kiếm của ăn vĩnh cửu và phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều. Thật thế, qua phép lạ nhân bánh ra nhiều, Chúa Giêsu báo trước bánh trường sinh là chính Người. Người là bánh được bẻ ra để trao ban cho mọi người. Ai tin nhận Người, đón nhận sức sống của Người, người đó sẽ được sự sống trường sinh. Người đó sẽ tham dự vào chính sự sống của Chúa Giêsu, nghĩa là cũng sẽ trở thành tấm bánh bẻ ra và trao ban cho người khác. Chỉ có một cuộc sống như thế mới thật sự đáng sống, vì nó mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống con người. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã có thể nuôi sống một đám đông trên 5.000 người. Quả thật, Người chỉ cần nói một lời cũng đủ nuôi sống cả nhân loại. Nhưng Chúa Giêsu đã không đến như một phù thủy. Người cũng chẳng đến để mang lại bất cứ một giải pháp kinh tế nào. Người đến là để trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban. Ai thật sự ăn tấm bánh ấy, người đó cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho người khác. Nhân loại thiếu ăn không phải vì thiếu cơm bánh, mà chỉ vì thiếu những tấm lòng quảng đại, thiếu những bàn tay được mở ra và san sẻ cho người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được nuôi sống bằng tấm bánh được bẻ ra là Chúa Giêsu, và xin Chúa làm cho chúng con cũng trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho người khác. Amen.